trong không khí rộn ràng của tuần lễ du lịch gắn với lễ hội Hoa Xuân Quý Mão 2023 diễn ra tại thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp từ ngày 6 tháng 1 đến ngày 13 tháng 1. Ngoài tham quan thưởng ngoạn các giống hoa đẹp mới lạ, du khách còn say đắm trước những cây mai bonsai đẹp, nhiều dáng thế độc lạ được trưng bày tại Tâm Mai Hội Quán. Đặc biệt nơi này còn có cây mai giác vàng được tổ chức kỷ lục Việt Nam, Vikings, xác lập vào ngày 9 tháng 11 năm 2020 là điểm nhấn ấn tượng trong lòng du khách và là dịp để những người yêu thích bộ môn nghệ thuật này chiêm ngưỡng, bàn luận sôi nổi. Từ khi được thành lập cho đến nay, hơn 40 thành viên Tâm Mai Hội Quán đã sưu tầm nhiều gốc mai đẹp, thế lạ, trưng bày tại đây, vừa phục vụ khách du lịch, vừa tạo thêm sự phong phú trong những ngày Tết đến xuân về. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Sa Đéc Võ Thị Bình cho biết, tuần lễ du lịch gắn với lễ hội Hoa Xuân 2023 là điểm nhấn địa phương dành cho người dân và du khách gần xa trong dịp Tết, góp phần thúc đẩy phát triển ngành du lịch thành phố Sa Đéc trong thời gian tới.